những diễn biến mới nhất về tình hình chiến sự Nga-Ukraine trong 24 giờ qua. Tổng thống Ukraine xác nhận cân nhắc bãi nhiệm tổng tư lệnh quân đội. Ukraine, Đức có thể ký thỏa thuận an ninh lịch sử ngay ngày mai. Nga có thể dùng 500 xe tăng tiến công thành phố ở Kharkov. Kỳ binh hết Challenger khiến quân Nga trượt vật ở chiến địa miền Đông. Ukraine tuyên bố gián đoạn sấm xét, hạm đội biển đen Nga tê liệt hoàn toàn và sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Tổng thống Ukraine xác nhận cân nhắc bãi nhiệm Tổng tư lệnh quân đội Vâng kính thưa quý vị, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lần đầu tiên xác nhận ông đang cân nhắc cách trước không chỉ Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Valery Zelensky, mà còn một số các quan chức khác. Khi chúng ta nói về vấn đề này, tôi nghĩ đến sự luân chuyển của một số lãnh đạo nhà nước, không chỉ ở trong một lĩnh vực như quân đội. Tôi đang cân nhắc việc thay thế ông Zelensky nhưng không thể nói trước đến việc thay thế một người ở đây. Ông Zelensky trả lời phỏng vấn truyền thông Italy vào ngày 4 tháng 2. Ông nhấn mạnh, tôi đang nghĩ đến vấn đề nghiêm trọng không chỉ liên quan đến một người mà đến đường lối lãnh đạo của đất nước. Nếu muốn chiến thắng, chúng ta phải đi cùng một hướng. Chúng ta không thể nản lòng mà phải có năng lượng đúng đắn và tích cực, không bỏ cuộc. Đây là lần đầu tiên ông Zelensky lên tiếng giữa đồng đoán ông sẽ cách chức tổng tư lệnh quân đội Zaluzny trong vài ngày tới và chính quyền Ukraine đã thông báo điều này cho Mỹ. Không ít lần tướng Valery Zaluzhny bất đồng quan điểm trong chiến lược quân sự và nhiều vấn đề khác với tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau những diễn biến không như kỳ vọng của cuộc phản công mùa hè năm 2023. Một nguồn tin thân cận với văn phòng của ông Zelensky tiết lộ, tổng thống đã phản đối đề xuất của tướng Zaluzhny về kế hoạch huy động 500.000 binh sĩ mới. Theo thông tin tiết lộ, mâu thuẫn giữa ông Zelensky và ông Zaluzny bắt nguồn từ vấn đề huy động lực lượng binh sĩ mới. Tổng thống Ukraine giữ vững quan điểm rằng quân đội đã có đủ nhân lực, vấn đề là phương pháp sử dụng chưa được tối ưu hóa. Tướng Zaluzny bảo vệ quan điểm cần huy động nửa triệu người, song ông Zelensky cho rằng điều đó không cần thiết ở thời điểm hiện tại, nguồn tin nói. Cuối năm ngoái, ông Zelensky công khai bác bỏ nhận định của ông Zaluzny rằng xung đột với Nga đã bước sang giai đoạn tiêu hao. Ukraine Đức có thể ký thỏa thuận an ninh lịch sử ngay ngày mai. Quý vị thân mến, Đức và Ukraine có thể ký thỏa thuận an ninh song phương tại hội nghị an ninh Munich được diễn ra trong các ngày 16 đến 18 tháng 2. Báo Frankfurter Allgemeine Zeitung đưa tin trong bài viết hôm 2 tháng hai, Frankfurter Allgemeine Zeitung dẫn lời nguồn tin chính phủ cho biết thỏa thuận giữa hai nước sẽ được ký kế kết vào ngày đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh tờ báo dẫn lời bà olga stefanisina phó thủ tướng ukraine phụ trách hội nhập châu âu và châu âu đại tây dương nói rằng phía phái đoàn ukraine đã soạn thảo dự thảo thỏa thuận về đảm bảo an ninh song phương vào ngay ngày hôm trước văn kiện này chưa được nhất trí nhưng nhìn chung đã sẵn sàng đồng thời cả berlin và kiev đều đồng ý rằng thỏa thuận cần được ký càng sớm càng tốt bà stefanisia nói thêm bà stefanisia cho biết các đảm bảo trong thỏa thuận này bao gồm yêu cầu cải cách đối với Ukraine, hỗ trợ tài chính trong vài năm, hợp tác công nghiệp quân sự và nỗ lực quân sự bền vững từ Đức. Song song với việc tán dương vai trò ngày càng tăng của Đức trong việc hỗ trợ Ukraine, bà Stefan Nisha lưu ý rằng Kiev không phải lúc nào cũng hài lòng với Berlin. Đặc biệt là khi đối phương tỏ ra hoài nghi về nguyện vọng gia nhập NATO của Ukraine. Vào cuối tháng 1, Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói rằng vấn đề hiệp ước an ninh song phương đóng vai trò lớn trong cuộc điện đàm trước đó của mình với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Trong bài đăng trên mạng hội X, ông Zelensky xác nhận mình đã thảo luận với Thủ tướng Đức về cam kết của Berlin đối với an ninh của Kiev. Vương quốc Anh trở thành quốc gia đầu tiên ký thỏa thuận an ninh song phương với Ukraine vào ngày 12 tháng 1. Theo đó, thì hai nước cam kết bảo vệ lẫn nhau nếu bị tấn công. Tháng trước, Tổng thống Pháp Macron cũng tiết lộ kế hoạch có động thái tương tự trong tháng 2. Trong hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius vào tháng 7 năm 2023, các nước G7 đã nhất trí thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh song phương cho Kiev. Bình luận về quyết định này, Tổng thống Nga Vladimir Putin khi đó chỉ ra rằng dù mọi quốc gia đều có quyền đảm bảo an ninh của mình, nó không nên phương hại đến các quốc gia khác. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã bắt bỏ thỏa thuận được ký giữa Anh và Ukraine Tôi không thấy bất kỳ điều khoản ràng buộc về mặt pháp lý nào trong tài liệu này, ngoài trừ việc Ukraine sẽ phải đứng lên để bảo vệ Anh, ông Lavrov giải thích. Nga có thể dùng 500 xe tăng tiến công thành phố ở Kharkov. Thưa quý vị, Viện Nghiên cứu Ukraine nhận định, Nga tập trung tới 500 xe tăng cùng hàng trăm thiết giáp, hàng chục ngàn quân trên mũi tiến công nhằm vào Kupian. Lực lượng Nga đang có kế hoạch kiểm soát toàn bộ tỉnh Donetsk và Lugansk, cùng một phần với tỉnh Kharkov ở bờ sông Oskol vào tháng 3. Trung tâm Chiến lược Quốc phòng Ukraine, gọi tắt là CDSU, vì nghiên cứu có trụ sở tại Kiev, ngày 3 tháng 2 đề cập tới dòng sông cắt ngang của thành phố Kupian ở tỉnh Kharkov. Theo CDSU, lực lượng Nga tập trung 40.000 quân, 500 xe tăng, 650 thiết giáp, 430 khẩu pháo và hơn 150 pháo tự hành trên hướng Kupian. Tổng số quân của lực lượng Nga trên hướng tiến công nhằm vào Kupian, tỉnh Kharkov và Liman, tỉnh Donetsk lên tới 57.000 người. Tình trạng thiếu hạn chế khả năng phản pháo của quân đội Ukraine, CDSU nhận định. Viện nghiên cứu này cho biết lực lượng Nga đạt một số thành công nhỏ trên hướng Kupian, tiến được khoảng 100 mét trên hướng Liman. Trên hướng Avdiivka, các đơn vị Nga tiến được 100-200 đến mét trong khu vực nội đô và khu vực phía tây thành phố Tuy nhiên, giới chức Nga đang mở chiến dịch truyền thông nhằm hạ thấp kỳ vọng về thành công đáng kể trong đợt tiến công, đặc biệt tại Abdiivka. CDSU đánh giá, song không giải thích cụ thể lý do. Nga sử dụng ngày càng nhiều tên lửa đạn đạo trong các đợt tập kết vì năng lực của Ukraine trong việc đánh chặn loại vũ khí này đang ở mức thấp. Theo CDSU, Nga sẽ tăng cường nỗ lực mua tên lửa đạn đạo từ nước ngoài. Quân đội Ukraine chưa bình luận về đánh giá của CDSU. Chuyên gia và truyền thông phương Tây cho biết các lữ đoàn xe tăng số 3 và số 4 của Ukraine đang phòng thủ tại Kupian cùng các khu dân cư xung quanh. Các đơn vị này có khoảng 20.000 quân với lượng đáng kể xe tăng, thiết giáp và pháo. Tuy nhiên, vấn đề thật sự quân đội Ukraine đang đối mặt không phải là quân số hay phương tiện chiến đấu, mà là thiếu đạn. Mỹ là một trong những nước chuyển đạn pháo 155 ly nhiều nhất cho Ukraine – song quốc hội nước này chưa thể thông qua gói viện trợ quân sự mới do tranh cãi giữa phe Cộng hòa và Dân chủ. Lượng đạn pháo mà lực lượng Ukraine sử dụng mỗi ngày tụt xuống khoảng 2.000 quả, trong khi đó Nga vẫn duy trì được nguồn cung ổn định và là bắn tới 10.000 quả đạn mỗi ngày. Ưu ừ thế về đạn pháo cho phép Nga pháo kích liên tục vào vị trí của Ukraine mà không sợ bị phản pháo vô hiệu hóa các cứ điểm trong khu đô thị của đối phương. Trước nguy cơ, viện trợ từ phương Tây giảm, Đại tướng Valery Zaluzny, tư lệnh quân đội Ukraine ngày 1 tháng 2 thừa nhận nước này có thể buộc phải điều chỉnh chiến lược quân sự. Theo ông Zaluzny, Ukraine cần tìm cách thức và năng lực mới để giành lợi thế trước lực lượng Nga để giành chiến thắng. Kỵ binh thép Challenger khiến quân Nga trượt vật ở chiến địa miền Đông Thưa quý vị, binh sĩ Ukraine đã ca ngợi xe tăng Challenger 2 do Anh viện trợ. Những mạnh vũ khí này giúp các quân nhân Kiev gia tăng tinh thần chiến đấu khi gián đòn mạnh mẽ vào quân Nga. Các binh sĩ Ukraine thuộc lữ đoàn tấn công đường không số 82, một tả xe tăng Challenger 2 của Anh đã giúp họ giành lợi thế trong cuộc chiến chống lại lực lượng Nga. Theo các quân nhân, thì Challenger 2 đã mang lại cho họ ưu thế vượt hơn so với các xe tăng cũ của Liên Xô mà họ từng sử dụng trước đây. Victor, một trong những người điều khiển xe tăng cho biết chúng tôi chỉ có kinh nghiệm ngắn ngủi với xe tăng liên xô nhưng khi chúng tôi đến Anh để huấn luyện trên những chiếc xe tăng Challenger 2 chúng tôi đã nhận thấy sự khác biệt to lớn theo các binh sĩ Ukraine xe tăng do Anh sản xuất có lớp giáp mạnh mẽ và độ chính xác cao giúp kẻ tấn công hầm bê tông của đối phương từ khoảng cách xa 2,8 km khi Challenger được điều động để hỗ trợ đội hình bộ binh đang tiến công xe tăng Anh đã nâng cao tinh thần của quân Ukraine vì uy lực tác chiến của vũ khí này, đồng nghĩa với việc các binh sĩ sẽ được bảo vệ tốt hơn, nhiều hơn trước Nga, phía Kiev cho hay. Challenger 2 được đưa vào phục vụ trong quân đội Anh từ năm 1998 là xe tăng chiến đấu chủ lực do Bell System thiết kế và sản xuất kế thừa của xe tăng Challenger 1 với động cơ mạnh mẽ và hỏa lực tiên tiến, Challenger 2 mang đến khả năng phòng thủ mạnh mẽ và hiệu quả chiến đấu vượt trội. Challenger 2 có tháp pháo được bảo vệ bởi lớp giáp Jobham thế hệ thứ hai, giúp tăng khả năng chống lại sự tấn công của vũ khí chống tăng. Sử dụng động cơ DSN Perkins Caterpillar, CV-12 có công suất 1.200 mã lực cho phép Challenger 2 di chuyển với vận tốc tối đa là 60 km h và 40 km h trong điều kiện việt giả tầm hoạt động hay dự trữ hành trình theo nhiên liệu là 450 km. Challenger 2 được lắp tháp pháo L-30A1, 120 ly có độ chính xác cao, mang lại tầm bắn có khả năng xuyên phá vượt trội. Bên cạnh đó, xe tăng cũng được trang bị các thiết bị điện tử tiên tiến hơn, như hệ thống điều khiển hỏa lực tinh vi và ảnh nhiệt cho phép nhắm mục tiêu chính xác trong điều kiện thời tiết khác nhau. Quân đội Anh cho biết Challenger 2 là xe tăng chiến đấu chủ lực được dùng để phá hủy xe tăng khác trong cuộc đối đầu. Tuy nhiên, Ukraine sử dụng xe tăng Challenger 2 để hỗ trợ hỏa lực tầm xa, tận dụng tối đa khả năng nhìn đêm, khả năng điều khiển hỏa lực chính xác và pháo chính uy lực. Ukraine tuyên bố gián đoạn sấm xét, hạm đội Biển Đen Nga tê liệt hoàn toàn. Thưa quý vị, Hải quân Ukraine tuyên bố hạm đội biển đen của Nga gần như tê liệt do tổn thất nặng nề sau các trận tập kết của Kiev. Trang tin Newsweek vào ngày 4 tháng 2 đưa tin, Hải quân Ukraine tuyên bố các hoạt động của lực lượng Nga ở biển đen đã trở nên rất phức tạp, nếu không muốn nói là bị tê liệt sau gần 2 năm xung đột. Dmitry Platanchuk, người phát ngôn của Hải quân Ukraine cho biết, Nga đã mất tới 25 trong số khoảng 80 tàu hải quân thuộc nhiều loại khác nhau mà nước này đã triển khai trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột vào năm 2025. Ông Vlatenchuk cho biết có tới 35 tàu trong số này đã gây ra mối đe dọa thực sự đối với Ukraine, mang lại cho Nga khả năng tấn công tầm xa và tạo điều kiện cho Moscow hoạt động xung quanh bán đảo Crimea và khu vực miền nam Ukraine. 25 tàu khác nhau đã bị phá hủy và 15 tàu đang được sửa chữa. Người phát ngôn Hải quân Ukraine cho biết thêm, Nga hiện chưa bình luận gì về thông tin trên. Giám đốc tình báo quân đội Ukraine HUR Kirilo Budanov vào hôm 4 tháng 2 cho biết, tàu hồ về tên lửa của Nga mà Ukraine tuyên bố đánh chìm ngoài khơi bờ biển Crimea hôm 1 tháng 2 đã bị phá hủy bằng 6 máy bay không người lái UAV của lực lượng hải quân. Tình báo quân sự Ukraine vào hôm 1 tháng 2 thông báo đánh chìm tàu Ivan Noves, một tàu hồ về tên lửa lớp Tarantun thuộc hàm đội Biển Đen của Nga, sau khi tàu bị đâm trực tiếp vào thân và bị hư hại không thể khôi phục. Theo ông Buranov, vụ tấn công do một trong những đơn vị đặc biệt của HUR nhóm 13 tiến hành bằng cách sử dụng xuồng không người lái Magura V5. Đây là loại xuồng không người lái hải quân đa năng có thể sử dụng để giám sát, trinh sát, phát hiện và loại bỏ mình, tìm kiếm cứu hộ và chiến đấu. Do bị hư hại, tàu bị lật về phía sau và chìm. Theo dữ liệu sơ bộ, hoạt động tìm kiếm cứu nạn do đối phương tiến hành đã không thành công. Ông Budanov tuyên bố và ngay sau khi nga phát động cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine vào tháng 2 năm 2022, Biển Đen nổi lên như một mặt trận quan trọng. Ukraine tuyên bố sẽ giành lại quyền kiểm soát Crimea, bán đảo ở phía nam Ukraine và trên Biển Đen và sắp nhập vào nga năm 2014. Ukraine được cho là đã phá hủy một tàu ngầm lớp Kilo của nga cũng như làm hư hại một số tàu đổ bộ của Moscow như là Minsk, Saratov và Ole negorsky Gonyak. Trong những tháng đầu của cuộc chiến, tàu Moscow sái hàm biển đen của Nga bị chìm. Ukraine tuyên bố tên lửa Neptune đã thực hiện vụ tấn công. Nga được cho là đã di dời một số tàu ở biển đen từ bán đảo Crimea đến căn cứ Novorossiysk ở khu vực Krasnodar của Nga, cách xa bờ biển Ukraine. Nga cũng được cho là đang thiết lập một căn cứ khác ở biển đen ở Abkhazia, một khu vực ly khai của Croatia. Các động thái này giúp tách biệt các khí tài của Nga ở Biển Đen ra xa tầm tấn công của Ukraine. Ukraine không có lực lượng hải quân mạnh nhưng đã sử dụng các phương tiện không người lái và tên lửa do phương Tây cung cấp để đạt hiệu quả cao trong các trận tập kích và mục tiêu của Nga. Vâng thưa quý vị và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức liên quan trong bản tin mới nhất trên kênh HTD News. Mọi ý kiến đồng góp cho chương trình, xin quý vị đã lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hòm thư htdnews.btvacomgmail.com Một lần nữa đội ngũ chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Còn bây giờ chúng tôi xin chào và gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.